Bát Nhã Ba La Mật Kinh Trực Chỉ Đề Cương, Giáo án Trường Cao cấp Phật học, tác giả Thích Từ Thông, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1999, băng 1. Dịch âm và nghĩa hai câu đối: Trọng tâm hoằng pháp bình thành quận, tá túc xuân đáo đa thì. Nặng lòng hoằng pháp quận bình thạnh, nương náu mấy độ xuân sang. Vị Phật khinh thân huỳnh mai thất, ẩn tu hạ lai kỷ độ. Vị Phật quên thân thất huỳnh mai, ẩn tu bao lần hạ đến. Lời nói đầu. Bát Nhã Ba La Mật là một trong những hệ tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo Bắc Tông. Bát Nhã Ba La Mật, Trung Hoa dịch, trí tuệ đáo bỉ ngạn. Thành ngữ đáo bỉ ngạn chỉ cho sự viên mãn cứu kính, sự hoàn thành trọn vẹn về một lãnh vực tri thức, một công hạnh lợi tha, một sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Bát Nhã Ba La Mật, với nhà Phật học, được xem là thứ trí tuệ cứu kính so với các trí tuệ. Sử dụng trí tuệ đáo bỉ ngạn, con người có khả năng nhận thức thế giới thông qua ngũ nhãn của mình. Khi đề cập thứ trí tuệ cứu kính, nhà Phật ít dùng từ trí tuệ theo nghĩa thông thường. Để chỉ thứ trí tuệ độc đáo cứu kính ấy, nhà Phật thường sử dụng nguyên âm bằng cái từ Bát Nhã. Nói đến Bát Nhã, người Phật học hiểu ngay là thứ trí tuệ độc đáo cứu kính, có khả năng nhận thức vũ trụ nhân sinh. Các thiền đường, nói nôm na, là chỗ các tu sĩ Phật giáo ăn cơm, ngồi thiền, tham cứu kinh điển, tiếp khách thập phương, thường có tấm biển chữ to. Biển đẹp hay tầm thường, tùy khả năng tài chính của nhà chùa, nhưng tuyệt đại đa số chùa đều có tấm biển với ba chữ Bát Nhã Đường. Ba chữ đó vừa có ý nghĩa cảnh tỉnh, vừa có ý nghĩa biểu trưng rằng người tu sĩ Phật giáo phải sống bằng Bát Nhã, nên sống trong Bát Nhã, vì đây là ngôi nhà Bát Nhã của chốn Tòng Lâm. Theo Thiên Thai Phái Giáo, hệ tư tưởng Bát Nhã chiếm khoảng 22/49 năm trong đời giáo hóa của Đức Phật. Cho nên nhìn vào công trình phiên dịch sớ giải trước thuật của các tiền bối Phật học mà kinh khiếp. Chỉ đọc đề mục tên kinh, niên đại, dịch giả, thuật giả, sớ giải giả trong hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật thôi, tôi cảm thấy đã mệt. Dưới đây tôi xin nêu một số nhỏ danh mục kinh thuộc hệ tư tưởng Bát Nhã để giới thiệu đại khái cùng chư thiện hữu tri thức tường lãm. Và cũng xin thưa là xin miễn nêu tôn danh các dịch giả tiền bối để khỏi rườm rà, vì ở đây không cần thiết. 1. Phỏng quan Bát Nhã Ba La Mật Kinh 20 quyển 90 phẩm. 2. Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh 30 quyển 90 phẩm. 3. Quan tán Bát Nhã Ba La Mật Kinh 10 quyển 27 phẩm. 4. Đạo hạnh Bát Nhã Ba La Mật Kinh 10 quyển 30 phẩm. 5. Tiểu phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh 10 quyển 29 phẩm. 6. Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng, Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 25 quyển, 32 phẩm. 7. Phẩm Mẫu Bảo Đức Tạng, Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 3 quyển, 20 phẩm. 8. Đại Minh Độ Vô Cực, Hệ Bát Nhã, 6 quyển, 30 phẩm. 9. Maha Bát Nhã Ba La Mật Sao Kinh, 5 quyển, 13 phẩm. 10. Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh 7 quyển 16 phẩm. 11. Văn Thù Sư Lợi Lợi Sở Thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh 1 quyển. 12. Phật Thuyết Nhụ Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phần Vệ Kinh 2 quyển. 13. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh 1 quyển. Cưu Ma La Thập Dịch, tài liệu căn bản giáo án này. 14. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh 1 quyển, Chân Đế Dịch.
15. Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 600 quyển, hơn 80.000 lời, 785 phẩm, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Dịch, đời nhà Đường, 600 bằng 666 niên đại. Nếu Đại Cương mà đã có từng ấy kinh hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa, xem thế, nghiên cứu Bát Nhã mà tham khảo hết ngần ấy tài liệu, có lẽ đến chết già. Đã bao lần tôi định bụng lội khơi vào biển Bát Nhã bao la ấy, rồi lòng tự nhủ lòng, không thể lội trong biển mênh mông không bờ bến, mà biển nào cũng phải có bờ chứ. Tay lưới dù lớn, dài bao nhiêu cũng phải có giềng, áo rộng cỡ nào cũng phải có bâu. Tôi cương quyết phải tìm bờ để vào, phải nắm giềng để phăng lưới, phải xách bâu mới xếp áo được. Nghĩ vậy, tôi để tâm nghiên cứu viết tài liệu giáo án này. Trước hết lợi mình, đồng thời hướng dẫn đàn em hậu học đang theo học ở các trường Phật học cao cấp, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là một trong số giảng viên được phân công hướng dẫn các môn kinh luận Đại Thừa. Theo nội dung tài liệu, giáo án này được gọi là Bát Nhã Ba La Mật Kinh Trực Chỉ Đề Cương. Không biết có chủ quan lắm không, chứ theo tôi, nghiên cứu Bát Nhã Ba La Mật Kinh Trực Chỉ Đề Cương này, rồi dựa theo cơ sở tư duy đó, phát triển tự nhiên trí, vô sư trí của mình. Theo đó, các độc giả có thể xem các bộ kinh Bát Nhã khác, ta sẽ thấy giáo lý không còn khó khăn lắm. Bát Nhã Ba La Mật Kinh Trực Chỉ Đề Cương do bỉ nhân tôi tóm lược từ chất liệu ở bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nói cách khác, tôi dịch tỉnh lược bộ Kim Cương Bát Nhã Kinh và Bát Nhã Tâm Kinh viết thành giáo án này. Phần trực chỉ để giảng rộng, giải thích lý nghĩa của kinh văn. Phần này cũng do bỉ nhân tôi tư duy tìm hiểu nghĩa lý ẩn tàng trong chất giáo lý Bát Nhã mà viết ra. Về văn tự vụng về chẳng đáng là bao, nhưng pháp dược này được bổ ích nhiều hay ít đối với xã hội nhân quần, cần có sự diễn đạt để hướng dẫn tư tưởng người đọc qua phần trực chỉ đó. Nếu nó là pháp dược, là thuốc quý, lợi ích chúng sinh, thì người ta sẽ vun trồng, chăm quén, gầy giống lâu dài. Nếu nó là thứ cỏ dại, có nó chỉ làm tổn thương sự sanh trưởng của lúa mạ hoa màu, nhân quần xã hội sẽ đào thải nó đi. Nếu chưa nhổ bỏ lúc này, thì người ta cũng để cho nó chết khô một ngày nào đó. Cùng một bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà xưa nay khó có thể đếm hết phương danh những người dịch, giải, diễn đạt lý kinh. Nhưng phong phú thay, ý tưởng không ai giống ai cả. Có giống nhau chăng là giống ở những chỗ ngôn từ vô thưởng vô phạt rẻ rề ấy. Đó là do sự tìm hiểu, tư duy thâm nghĩa theo tri kiến Phật ở mỗi con người. Những tiểu đề phân đoạn mục ở kinh văn cũng do bỉ nhân tôi tự đặt. Công dụng của nó gần như đại ý của mỗi đoạn kinh văn ấy. Tôi đề nghị các bạn đọc. Đọc Bát Nhã Ba La Mật Kinh Trực Chỉ Đề Cương. Tiếp theo là tư duy phân tích, rồi so sánh nghĩa lý của bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Làm như thế rất có lợi cho phần tri kiến. Vận dụng cơ sở tư duy đó, đọc nhiều kinh Bát Nhã khác càng được lợi lớn hơn. Vì là một giáo án, đề cương không thể đáp ứng yêu cầu đa diện cho các hàng thức giả muốn tìm hiểu Phật học uyên thâm. Nếu đòi hỏi triết lý sâu xa, chứng minh đa diện, tài liệu này không thể thỏa mãn yêu cầu to lớn như vậy. Nếu có sự bất như ý trong đây, xin chư thiện hữu tri thức niệm tình tha thứ. Huỳnh Mai Tịnh Thất, ngày 28 tháng 2 năm 1985, Thích Từ Thông Cẩn Chí. Bát Nhã Ba La Mật Kinh Trực Chỉ Đề Cương. Phần kinh văn: Một La Mã, bối cảnh thời pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ông A Nan trần thuật: Một hôm nọ,
Đức Phật ở trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc. Tại nước Xá Vệ, cùng với số chúng đại tỳ kheo 1.250 người câu hội. Lúc gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn mang bát vào đại thành thứ lớp khất thực. Khi trở về tịnh xá, dùng cơm xong, cất bát thay y. Sau đó Đức Phật rửa chân và trải tọa cụ mà ngồi. Lời trực chỉ. Bát Nhã Ba La Mật là thứ trí tuệ rốt ráo. Sử dụng thứ trí tuệ này, người ta sẽ thấy nó vượt ngoài tập quán lễ nghi, có tính cách hình thức rườm rà. Cho nên Đức Phật nói thời pháp Bát Nhã Ba La Mật trong một bối cảnh thời gian không gian thật là giản dị. Thành tựu Bát Nhã Ba La Mật, đời sống của một bậc Thế Tôn giống y như mọi người, không có gì cách ngăn lập gì. Ăn cơm rồi cất bát, đổi y, rửa chân, rồi trải tòa cụ ra ngồi. Hành động đó với nhãn quan của phàm phu ham danh hiếu vị, họ thấy Như Lai Thế Tôn chỉ là một người tầm thường. Nhưng với nhãn quan của người đạt đạo thì đó là biểu hiện của Bát Nhã Ba La Mật, thể hiện qua nếp sống của một Như Lai. Với tâm hồn đạt đạo, một thiền sư cũng đã thấy và nói: nhập vạn trước y thường, tùy duyên trừ cựu nghiệp. Chuyện tu hành như chuyện mặc áo thay xiêm. Sự đạt đạo giống như việc ăn cơm uống nước, đang tắm biết mình đang tắm, uống trà biết mình uống trà, trải chiếu ngồi biết mình đang trải chiếu ngồi, nhìn ngắm một cành mai biết mình đang nhìn ngắm một cành mai. Muốn có Bát Nhã Ba La Mật, ta phải học làm cho được những cái tầm thường ấy, thể hiện hành động tầm thường. Có phải chăng Đức Thế Tôn nhằm dạy cho đệ tử mình sử dụng Bát Nhã Ba La Mật trong cuộc sống hàng ngày và qua hành động giản đơn thực tiễn trước mắt? Phần kinh văn Hai La Mã, vấn đề cơ bản của một Bồ Tát phải làm. Ông Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Như Lai đã hộ niệm tốt cho các Bồ Tát và phú chúc tốt cho các Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải an trụ tâm như thế nào và hàng phục tâm như thế nào? Lời trực chỉ. Câu hỏi của ông Tu Bồ Đề là nhân duyên phát khởi của thời pháp Bát Nhã Ba La Mật. Nó có tánh cách quan trọng, nêu lên một tiền đề lớn, để từ đó Đức Phật dạy cho các đệ tử mình phương pháp sống, vận dụng Bát Nhã Ba La Mật vào cõi đời nhiều va chạm, nhiều phiền não khổ lụy có thể xảy ra. Tu Bồ Đề là một đại đệ tử xuất sắc trong 10 đệ tử xuất sắc của Phật. Cũng vì vậy mà ông có cái tên Không Sanh, lại còn có tên là Thiện Hiện và Thiện Kiết. Tương truyền rằng lúc cha mẹ sanh ông ra, có điềm lành và hiện tượng tốt. Qua lời phát biểu, tỏ ra ông Tu Bồ Đề rất thâm hiểu Như Lai. Có Bồ Tát tâm nào không phát xuất từ Như Lai tâm? Có Bồ Tát hạnh nào không thể hiện từ Như Lai hạnh? Như Lai tâm và Như Lai hạnh hàm dung châu biến cả thập giới thánh phạm, thì có Bồ Tát nào không được Như Lai hộ niệm tốt cho? Thiện tai, thiện tai là lời ấn chứng thể hiện sự bằng lòng của Như Lai, vì đó là sự thật, là chân lý. Hiểu như thế là hiểu được giáo lý liễu nghĩa của kinh, hiểu như thế mới là hiểu rõ về Như Lai, hiểu rõ thế nào là một pháp thân Phật. Phần kinh văn Ba La Mã, vấn đề hàng phục tâm mình. Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải hàng phục tâm mình như thế nào? Phật bảo ông Tu Bồ Đề: phàm có 10 loại chúng sanh như thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ta đều khiến cho diệt độ hết vào vô dư niết bàn. Diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh như thế mà đừng thấy có chúng sanh nào được diệt độ. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thấy rằng ta là người diệt độ chúng sanh là những người được ta diệt độ, thì Bồ Tát còn có tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh và chấp thọ mệnh,
thì không phải Bồ Tát thật. Lời trực chỉ tuyệt diệu thay hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là thứ trí tuệ cao vút tuyệt vời. Nó đưa người đệ tử Phật đến đỉnh cao của trí tuệ, đào tạo cho người Phật tử một sức sống lạc quan tích cực, một tâm hồn vị tha vong kỷ. Với tâm hồn lạc quan vị tha vong kỷ, người Phật tử sống trong thực tế giữa hiện tượng vạn pháp của cuộc đời mà mỗi bước đi không rời chân như thật tướng. Một tâm ta có khả năng xây dựng ra 10 pháp giới thì 10 loại chúng sanh ấy sanh trưởng ở lòng ta. Nói rõ ra, chúng là những tư tưởng, những quan niệm phát xuất từ ý thức ở lòng ta, những khái niệm tư tưởng từ vi tế đến thu động, từ trừu tượng đến cụ thể, luôn luôn chuyển biến trong tâm thức con người còn trong tam giới. Thai sanh là những loại sanh do kết tinh từ phôi thai. Noãn sanh là những loài sanh trứng rồi phát triển hình thành từ trứng. Thấp sanh là những loại sanh từ nước, từ chỗ ẩm ướt sanh ra. Hóa sanh là những loại sanh ra do biến hóa, do thoát pháp mà thành. Hữu sắc là những loại có hình hài sắc chất. Vô sắc là những loại tư tưởng không nương gá sắc chất hình hài. Phi hữu tưởng là những loại tư tưởng vi tế, không còn tưởng thô. Phi vô tưởng là những khái niệm vi tế, gần như bạc hẳn không còn niệm. Gọi 10 loại sanh ấy là chúng sanh, vì giả chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh. Tất cả đều nương các duyên mà sanh khởi, nên gọi chúng sanh. Là Bồ Tát cần diệt độ, diệt trừ độ tận tất cả, khiến cho chúng vào vô dư niết bàn. Nói rõ hơn, Bồ Tát cần xóa sạch hình bóng, tác động cho đến khái niệm vi tế của chúng trong tư duy, trong ký ức của mình. Diệt độ xóa sạch hết mà nên quên đi mình là người diệt và chúng là đối tượng bị diệt độ. Vĩnh Gia Huyền Giác nói: Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Vạn vật không ngoài năm uẩn, nhưng xét cho tột, ngũ uẩn chỉ là sự hợp tan. Vô minh không ngoài tam độc, nhưng tư duy cho cùng, tam độc tụ tán như bọt nước đầu ghềnh. Năng độ và sở độ chỉ có thể dùng khi còn mộng lý minh minh hữu lục thú. Con người còn mê muội trong sáu nẻo luân hồi, và nó không còn tác dụng lúc giác hậu không không vô đại thiên. Đến lúc giác ngộ rồi thì cõi tam thiên đại thiên trở thành nhất chơn pháp giới, cảnh giới bất nhị. Bởi vậy Bồ Tát hàng phục tâm mình bằng cách xóa hết năng độ sở độ ở lòng mình. Bồ Tát thấy rõ là vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Phần kinh văn bốn La Mã: Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải trụ tâm mình như thế nào? Đáp câu hỏi: Vân hà ưng trụ kỳ tâm. Phật dạy: Đúng với pháp tánh, Bồ Tát làm việc bố thí mà không nên trụ chấp việc bố thí của mình làm. Đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, Bồ Tát nên bố thí hết, bố thí mà không chấp nơi hành động bố thí. Bố thí như vậy, phước đức nhiều vô lượng vô biên. Hư không ở tám hướng mười phương nhiều không thể dùng trí óc suy lường. Bồ Tát bố thí mà không trụ, không chấp tướng, thì phước đức nhiều như hư không vô lượng vô biên của mười phương kia vậy. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên trụ tâm như lời dạy của Như Lai. Lời trực chỉ: Pháp tánh và Phật tánh chỉ là tên gọi khác của bản thể chân như. Nhận thức trên mặt đồng, ta thấy Phật tánh và Pháp tánh là một. Nhận thức qua mặt dị, ta sẽ thấy Phật tánh và Pháp tánh không phải một. Phật tánh tại hữu tình, Pháp tánh tại vô tình. Phật Pháp bản lai vô nhị tánh, nhất hỏa năng thiêu bách vạn sài. Pháp tánh tự nó thanh tịnh, Pháp tánh tự nó không sang tham, không có thủ xã, không có cái của ta của mi. Cái tự tánh thanh tịnh sẵn có của hữu tình chúng sanh gọi là Phật tánh. Tánh thanh tịnh sẵn có của vô tình chúng sanh gọi là Pháp tánh. Phật tánh và Pháp tánh không hai,
ví như cùng một thứ lửa, tuy đốt vào củi mà tên lửa và độ nóng có khác. Sự thật, pháp tánh là tự tánh như thị bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Nó không là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Cho nên sống đúng với pháp tánh, tùy thuận pháp tánh thì gọi là bố thí. Kỳ thật, Bồ Tát chẳng có bố thí gì. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là vật chất tồn tại khách quan, là hiện tượng vạn vật của vũ trụ. Tham lam mù quáng, chấp mắt si mê, bảo thủ ù lì, đam mê rồ dại, thương cảm yếu hèn, luyến ái đần độn, nghĩ ngợi viễn vông là những thứ làm cho con người sống trái với pháp tánh thanh tịnh như thị bản nhiên của vạn hữu an bài. Bồ Tát sống với ý thức an nhiên theo quy luật vận hành biến dịch, chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng oanh đề liễu thường. Trạng thái bố thí của Bồ Tát là thí tất cả mà chẳng thấy có thí gì. Tu như thế gọi là xứng tánh khởi tu, sống như thế gọi là tùy thuận pháp tánh. Cho nên gọi là làm việc bố thí, nhưng Bồ Tát không trụ tướng, không chấp đó là công đức, đó là hành động bố thí do mình làm. Bởi vì sự tu hành đó chỉ là sống cho phù hợp với pháp tánh vốn vậy của chính mình. Sống đúng pháp tánh, tùy thuận pháp tánh là có phước đức, mà không cần trụ chấp công lao để mong chờ, để đòi hỏi phước đức ở nơi ai khác ưu ái ban cho. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Là Bồ Tát, đối với hạnh bố thí phải cảnh giác với tự tâm ưng vô sở trụ, đừng chấp việc bố thí của mình. Bố thí như thế, phước đức nhiều như hư không trong mười phương, phước đức vô lượng vô biên vậy. Phần kinh văn Năm La Mã, thế nào là một đức tin có giá trị? Ông Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, có thể có chúng sanh nghe những lời lẽ ý thú về vấn đề hàng phục tâm và trụ tâm như thế, sanh lòng tin thật chăng? Phật bảo: Tu Bồ Đề, ông đừng lo nghĩ như vậy. Sau Như Lai diệt độ 500 năm về sau, vẫn có người tu hành và sanh lòng tin thật đối với vấn đề hàng phục và trụ tâm như thế. Tu Bồ Đề, những người sanh lòng tin thật là những người từng vun trồng căn lành, không những ở 1, 2, 3, 4, 5 Đức Phật. Họ đã trồng căn lành với vô lượng ngàn muôn Đức Phật rồi. Nếu có người nghe ý thú kinh này, sanh lòng tin trong sạch, thì Như Lai đều biết, đều thấy những chúng sanh đó phước đức vô lượng vô biên, như hư không của mười phương. Vì những chúng sanh đó không còn có tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng sanh và tướng thọ mệnh. Họ cũng không còn tướng chấp, chánh pháp hay là phi pháp. Vì sao? Vì nếu họ còn chấp bốn tướng, thì đã không tin nổi vấn đề Như Lai nói. Vì vậy, Bồ Tát không nên chấp ngã, nhơn, chúng sanh và thọ mệnh, cũng không nên chấp chánh pháp hay phi chánh pháp. Do nghĩa đó, Như Lai thường nói, các tỳ khưu phải biết pháp của Như Lai nói ví như thuyền bè, chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ phi pháp. Lời trực chỉ: Tin là cửa ngõ vào đạo. Người không có đức tin coi như tự mình đóng bít cửa ngõ vào đạo của mình. Nhưng nếu đức tin quá nhẹ dạ, tin điên đảo hoàng xiên, tin cầu cốt cô đồng, thì không phải là những đức tin cần có cho người Phật tử muốn đi trên đường giải thoát giác ngộ. Trái lại, Đạo Phật xem những đức tin hoàng xiên nhảm nhí như một thứ bùn đen. Khi chiếc áo trắng bị nhuộm nó rồi, thì khó mà nhuộm những màu sắc thấm tươi xinh đẹp. Người đệ tử Phật phải hết sức thận trọng đức tin. Về đức tin, trong nền giáo lý Phật, được phân tích chọn lọc kỹ càng, đại để chia thành 6 thứ. 1. Tín tự. Phải tin mình là Phật và tin khả năng thành Phật của mình. 2. Tín tha. Tin lời Phật dạy là thật, hành đúng với lời Phật dạy sẽ có giải thoát giác ngộ thật. 3. Tín nhân. Rằng muốn ăn quả tất phải trồng cây,
không trồng cây chỉ cầu nguyện van xin để được có quả ăn là điều không thể có. 4. Tính quả. Quả ngọt được ăn hiện nay là do ta đã trồng cây ở những năm tháng trước, không bao giờ có quả mà chẳng phát xuất từ hạt nhân. 5. Tính sự. Làm tất cả việc thiện không phải Phật, diệt trừ vô minh phiền não nội tâm cũng không phải Phật, nhưng do làm những điều đó mà Phật tánh sẵn có của ta mới được hiện ra. 6. Tính lý. Si mê thì ta là chúng sanh, sống triền miên đau khổ ở cõi ta bà. Giác ngộ thì ta là Bồ Tát, Phật, Bồ Đề, Niết Bàn, Cực Lạc thế giới, ở tại chỗ mà ta đang ở. Giáo lý Kinh Bát Nhã Ba La Mật, nghe mà sanh lòng tin trong sạch là người chánh tín. Sự chánh tín đó được nhân lên gấp nhiều lần. Vì người có được chánh tín là người đã dứt trừ 4 tướng chấp, người đó cũng dứt hết tướng chấp về chánh pháp và phi pháp nữa. Họ đã có Bát Nhã Ba La Mật, thể nhập Bát Nhã Ba La Mật và sống với Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Người đó đã trồng căn lành với vô lượng nghìn muôn ức Phật rồi, do vậy phước đức của họ nhiều vô lượng vô biên. Là Phật tử chân chính, phải hết sức thận trọng đức tin, phải tránh xa những gì mê tín, có tính cách huyễn hoặc hoang đường. Giá trị của một lòng tin chân chánh phải được phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật, một thứ trí tuệ đến nơi đến chốn, thứ trí tuệ tột chót đỉnh cao. Phần kinh văn 6 La Mã. Vấn đề thành Phật và thuyết pháp của một Như Lai. Phật bảo ông tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng? Ông tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, như con hiểu ý nghĩa của Phật nói, không có pháp cố định nào gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, và Như Lai cũng chẳng nói pháp nào cố định. Vì vậy, pháp Như Lai nói ra không nên khư khư chấp thủ, cũng không nên phê phán hời hợt rằng pháp này đúng, pháp nọ không đúng. Vì sao? Vì Như Lai chỉ thuyết một thứ giáo pháp, mà người thì nghe chứng được quả thánh, lại cũng có kẻ chỉ chứng đến bậc hiền. Lời trực chỉ. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả vị Phật, quả vị của một Như Lai. Thế mà ở đây Phật lại hỏi ông tu Bồ Đề, Như Lai có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Đấy là câu hỏi kỳ lạ bất bình thường. Đặt vấn đề đúng, giải thích đúng câu hỏi đó thì nên mừng rằng mình đã nếm được hương vị của Bát Nhã Ba La Mật, đã phá vỡ cái vỏ tri thức, vượt ra cái khung lồng kiến giải tầm thường về Như Lai Phật. Thật ra vấn đề không phải phức tạp khó khăn nhiều, chỉ cần sự nhận thức tư duy trong sáng, dám lột bỏ chiếc áo thần tượng thiêng liêng do cảm tình thấp kém người ta đã khoác lên cho Đức Phật, cho các bậc Như Lai, thì ta sẽ thấy rõ vấn đề. Giác đối với mê, nếu không có mê thì cũng không có giác. Phật là đối với chúng sanh, nếu không có chúng sanh thì không có Phật. Vô thượng là đối với hữu thượng, nếu không có hữu thượng thì vô thượng bất thành. Phật thì sống theo giác tánh, sống đúng giác tánh, sống hợp giác tánh. Bất cứ ai sống theo giác tánh, đúng giác tánh, hợp giác tánh gọi là người giác ngộ, người tỉnh thức là Phật. Trình độ giác ngộ của Phật là trình độ giác ngộ tuyệt đỉnh cao của trí tuệ, không còn mức độ nào trên, cho nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bậc chánh giác vô thượng trong những người chánh giác, thế thôi. Mê là chúng sanh, tuy nhiên chúng sanh cũng có giác tánh như Phật, song chúng sanh sống trái giác tánh, sống ngược và sống sai giác tánh, nên gọi người mê. Mê là người có nhiều tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉn, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điều cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Chúng sanh là thế đấy. Qua nhận thức đó, ta thấy Như Lai chẳng có chứng đắc gì. Phật là người, chúng sanh cũng là người.
Phật có giác tánh, chúng sanh cũng có giác tánh, chỉ khác nhau ở chỗ Phật thì sống theo, sống hợp, sống đúng giác tánh, còn chúng sanh thì sống trái, sống sai, sống ngược giác tánh mà thôi. Bởi lẽ đó, trên bước đường tu tập, người đệ tử Phật chân chính không nên có ý mong cầu chứng đắc, bởi vì quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải cái ở ngoài ta, lại cũng không phải do ai cho mới có. Cầu chứng đắc Phật quả bên ngoài, vô tình ta xua đuổi mất ông Phật thật, ông Phật thường trú của chính ta. Pháp Phật là bất định pháp, khư khư chấp cố định một pháp nào là không hiểu Phật, là kẻ vu oan giá họa Phật. Pháp tà bỏ đi đã đành, pháp chánh cũng không được khư khư bảo thủ, mà có lúc cần phải bỏ nốt nó đi. Một thầy thuốc đại tài không bao giờ tuyên bố một diệu dược thần phương nào cố định. Phật là vô thượng y vương, luôn luôn gia giảm phương thang, pháp dược, tùy đối tượng, tùy tâm bệnh của mỗi người mà cắt thuốc. Ta hãy học tập cái nhìn Phật pháp qua nhận thức của các bậc tiền bối như sau. Lãm ngũ thời bát giáo, kỷ cương kinh luật luận, chân tam muội hải. Chiếu thất đại tứ hoa, khai hợp văn tư tu đệ nhất nghĩa thiên. Phải hiểu Phật pháp bằng tri kiến bao quát suốt thông, ta mới sử dụng pháp dược đúng yêu cầu của chúng sanh tâm bệnh. Sở dĩ Phật phủ nhận sự thuyết pháp của mình, nhằm ngăn ngừa những tư tưởng chấp mắc bảo thủ ở pháp Như Lai nói, cùng hấp thụ nước của một trận mưa mà cỏ cây lùm rừng sanh trưởng khác nhau. Phật nói một thứ vô vi pháp, nghe ra có kẻ chứng thánh, còn người chỉ chứng đến bậc hiền. Đó không phải Phật pháp bất định pháp là gì? Thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, gọi là thuyết pháp mà Như Lai chẳng nói pháp gì. Phật sẽ dạy rõ ở một chương sau. Phần kinh văn Bảy La Mã. Đệ tử Phật phải làm gì để có được phước đức nhiều? Phật bảo, này Tu Bồ Đề, giả như có người đem thất bảo đầy tam thiên đại thiên thế giới để làm việc bố thí, vậy phước đức của người đó có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Ông Tu Bồ Đề thưa, nhưng phải hiểu đúng lời Như Lai dạy, không nên chấp phước đức có tự tánh. Nếu không chấp phước đức có tự tánh, Như Lai nói phước đức nhiều. Phật bảo, đối với kinh này, có người thọ trì, nếu không được nhiều, thì chừng 4 câu kệ, rồi giảng nói cho người khác nghe, phước đức của người này nhiều hơn người làm việc bố thí trước. Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này ra. Này Tu Bồ Đề, gọi là Phật pháp mà không phải Phật pháp. Lời trực chỉ. Người đời thường gọi phước đức, nhưng nào ai thấy được phước đức là gì? Phước đức là một danh ngôn trừu tượng. Người ta chỉ có thể khái niệm về phước đức qua cuộc sống hàng ngày. Đại để, sự bình an, vui tươi, khỏe mạnh, sự êm đẹp, may mắn của đời sống con người. Nếu có người hỏi phước đức là gì, người ta sẽ lúng túng và thấy rằng phước đức không là gì cả. Nó không có kích thước, dung lượng, không thể tích trọng lực, không màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng. Tóm lại, phước đức không có tự thể. Thế nên, người trí là vì phước đức mà không chấp phước đức, Như Lai mới nói là phước đức nhiều. Trong vô lượng pháp môn tu, ta tìm xét, phước đức không phải bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, bất tham, bất sân, bất vô minh. Phước đức cũng không phải bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là ý nghĩa phước đức bất tức, không là. Nhưng người đệ tử Phật cũng nên nhớ rõ rằng, ngoài những việc tu sửa thân tâm nói trên, không có điều kiện làm nên phước đức. Đó là nghĩa phước đức bất ly là. Vậy phước đức nhiều, có nghĩa là người Phật tử phải sống phù hợp với tự tâm thanh tịnh, sống đúng thật tướng bát nhã của mình. Như Lai nói đó là người được phước đức nhiều. Bố thí thất bảo, phước đức đã nhiều.
thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Bát Nhã Ba La Mật phước đức lại nhiều hơn. Vì sao? Vì người tu học truyền bá kinh Bát Nhã Ba La Mật là mầm từ cây trí tuệ đã sanh sôi phát triển mạnh. Họ gần đạt đến mục tiêu hái được hoa trái giác ngộ giải thoát hoàn toàn mỹ mãn rồi vậy. Không có Bát Nhã Ba La Mật là mê mờ gọi là chúng phàm phu. Có Bát Nhã Ba La Mật không bao lâu đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do nghĩ đó, Bát Nhã Ba La Mật là kinh sản sanh ra chư Phật và pháp của chư Phật. Nói rằng Phật pháp, người trí không cho là cái gì xa lạ và kinh khiếp gớm ghê. Phật vốn là một con người như tất cả con người. Pháp của Phật cũng chẳng phải cái gì huyền bí xa xăm. Pháp chẳng phải là một thứ sở hữu riêng của một Đức Phật. Pháp Phật nói ra đều nhằm chỉ bày sự thật của hiện tượng vạn hữu. Hiện tượng vạn hữu, pháp, là của chung. Mọi người đều có quyền biết, có quyền sống đúng theo quy luật của sự thật hiện hữu của vạn pháp, và mọi người đều có quyền thừa hưởng một đời sống an lành, hạnh phúc trong sự nghiệp giải thoát giác ngộ của chính mình. Thế nên nói rằng Phật pháp kỳ thật chẳng phải pháp riêng của Phật. Phần kinh văn Tám La Mã. Vấn đề chứng đắc trong đạo Phật, người Phật tử phải hiểu như thế nào? Phật bảo: Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Những người chứng đắc tứ quả thanh văn có thể nghĩ rằng chính mình đã chứng được tứ quả thanh văn chăng? Ông Tu Bồ Đề thưa: Không thể, theo con hiểu. Tu Đà Hoàng là người được quả nhập lưu, nhưng thật ra không nhập vào đâu cả. Tại vì không nhập, không dính mắc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, gọi là Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hàm là người được quả nhất lai, nhưng thật ra chẳng thấy có vãng lai, nên gọi là Tu Đà Hàm. A Na Hàm là người được quả bất lai, mà không thấy có tướng bất lai, nên gọi là A Na Hàm. Bạch Thế Tôn, gọi là A-La-Hớn, kỳ thật chẳng có cái chi là A-La-Hớn cả. Bạch Thế Tôn, nếu có vị A-La-Hớn nghĩ rằng tôi được quả A-La-Hớn thì mắc vào bốn tướng chấp: ngã, nhân, chúng sanh và thọ mệnh, thế thì không còn được gọi A-La-Hớn nữa. Bạch Thế Tôn, Phật đã khen rằng Tu Bồ Đề được vô tránh tam muội, là người bậc nhất là A-La-Hớn ly dục đứng đầu. Bạch Thế Tôn, nếu con có ý nghĩ rằng con được quả A-La-Hớn thì Thế Tôn hẳn đã chẳng khen Tu Bồ Đề là con người ưa hạnh tịch tịnh. Do vì con không móng niệm chấp mắt, Thế Tôn mới khen Tu Bồ Đề là con người ưa hạnh tịch tịnh. Lời trực chỉ: Vấn đề chứng đắc là phương tiện giả lập danh ngôn. Hành giả chân chính không bao giờ để tâm ước mong chứng đắc. Ước mong chứng đắc và xem sự chứng đắc như một chiếc tước phẩm trật thụ phong là một sai lầm trầm trọng đáng thương. Người đó vĩnh viễn ở ngoài lề Phật pháp. Phải hiểu rằng tất cả quả vị từ thấp tới cao là do sự giác ngộ chân lý, giải thoát vô minh, phiền não trọn vẹn hay chưa của hành giả mà ước định. Không một đấng tha nhân, một thế lực siêu nhiên nào có quyền ân sủng ban cho hay tình thương phong tặng. Sự giải thoát giác ngộ đến mức độ nào tùy thuộc sự nhận thức của hành giả đối với vô minh, hoặc lậu và công dụng hóa giải, đấu tranh giữa hai lực lượng giác và mê của thâm tâm mình trong cuộc sống hàng ngày. Theo Phật học, mâu thuẫn cơ bản và cũng là mâu thuẫn đối kháng giữa triền phược và giải thoát, giữa giác ngộ và mê mờ của hành giả được thể hiện qua ba tầng hoặc lầu. Đó là những đối tượng cần được hóa giải và đấu tranh của một hành giả phát tâm đi con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những hoặc lầu đó là: một, hoặc kiến tư. Hoặc này ràng buộc chúng hữu tình trôi lăn trong tam giới, lên xuống ở sáu đường hoặc giới nội, gọi là hoặc kiến tư. Cho nên có A. Kiến hoặc. Kiến hoặc là sự sai lầm về nhận thức.
Hoặc này gồm có 1. Thân kiến, 2. Biên kiến, 3. Tà kiến, 4. Kiến thủ kiến, 5. Giới cấm thủ kiến. B. Tư hoặc. Đây là sự sai lầm cả nhận thức lẫn hành động, gồm có 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Mạn, 5. Nghi, 6. Ác kiến. 2. Hoặc trần sa. Hoặc trần sa che chướng chân lý, làm cho năng lực giác ngộ bị kềm hãm, sự giáo hóa chúng sanh bị hạn chế tiêu cực. Những người đã được ra ngoài ba cõi vẫn còn bị tác động bởi hoặc này. Còn hoặc trần sa chưa hóa giải hết, địa vị chỉ đến A-la-hớn quả và bích chi Phật của nhị thừa. Khác với hoặc kiến tư, hoặc trần sa không biểu hiện một trạng thái cụ thể nhất định nào ở chủ quan nội tại. Nó là hậu quả của sự nhận thức chân lý chưa hoàn thiện, vì nó cũng chỉ là thứ hoặc lậu vốn dĩ hư huyễn của tha nhân. Nói một cách dễ hiểu, đối với chân lý, người nhị thừa chỉ nhận thức ước độ 60%. Do trần sa hoặc che chướng, mất đi 40% chân lý còn lại. 3. Vô minh hoặc. So với hoặc trần sa của người nhị thừa, hoặc vô minh che chướng một phần vi tế đối với chân lý, hoặc vô minh làm hạn chế một phần nhỏ sự giác ngộ chân lý của Bồ Tát. Nó chỉ có thể làm cho Bồ Tát còn một chút ngần ngại bước tiến của mình trên đường đến đích vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tóm lại, vấn đề chứng đắc quả vị chỉ là sự ước định cái năng lực hóa giải đấu tranh, diệt trừ hoặc chướng trên đường tu tập từ phàm phu đến Phật quả. Nó chỉ được xem như những trụ số ghi dấu trên đường dài. Người trí đi đường chỉ cần đến đích, không lưu luyến quẩn quanh ở nơi trụ số, lưu luyến trụ số không thể tiến đến xa hơn. Hành giả Phật tử chấp mê tham luyến quả vị là phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bước tiến sẽ bị chặn đứng trên đường giác ngộ giải thoát. Vướng mắc vào quả vị cũng tức là vướng mắc ngã, nhân, chúng sanh, thọ mệnh, bốn tướng. Vướng mắc vào chứng đắc cũng tức là vướng mắc bốn chứng bệnh trầm kha, ngã, nhân, chúng sanh, thọ mệnh. Đã vướng mắc rồi, tinh tấn bao nhiêu, có khổ công khổ hạnh thế nào, cũng chỉ là người mò trăng đáy nước, nấu cát mong được thành cơm, không có ngày hiện thực. Vấn đề chứng đắc, người Phật tử nên thận trọng lưu tâm. Phần kinh văn chính La Mã. Làm thế nào để trang nghiêm cho mình một cõi Phật? Phật bảo ông tu Bồ Đề. Ông hiểu thế nào? Trong thời Phật Nhiên Đăng xa xưa, đối với Phật Pháp lúc bấy giờ, Như Lai có chứng đắc gì không? Bạch Thế Tôn, không. Ở thời Phật Nhiên Đăng, Như Lai không đắc một Pháp gì. Tu Bồ Đề, ông hiểu thế nào? Bồ Tát có thể trang nghiêm cho mình một cõi Phật không? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì gọi rằng trang nghiêm cõi Phật, nhưng thực ra không có trang nghiêm, mà gọi trang nghiêm vậy thôi. Đúng vậy, Tu Bồ Đề. Các đại Bồ Tát nên sanh tâm trong sạch như thế, không nên sanh tâm trụ chấp nơi sắc, không nên sanh tâm trụ chấp nơi thanh, nơi hương, vị, xúc, pháp, nên sanh tâm vô sở trụ. Tu Bồ Đề. Ví như có người thân lớn như núi Chúa Tu Di, ông nghĩ thế nào? Thân người đó có lớn không? Bạch Thế Tôn, rất lớn. Vì sao? Vì theo lời Phật, sự to lớn đó phải được hiểu là tương đối lớn, và đừng chấp lớn, thì được gọi là rất lớn. Lời trực chỉ. Nếu hiểu được phẩm Như Lai Thọ Lượng ở Kinh Pháp Hoa, ta sẽ thấy rõ thêm nghĩa Như Lai ở Kinh Bát Nhã này. Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai là cái bản thể chân như, bất tăng bất giảm, bất diệt bất sanh, đến không chỗ từ, đi không chỗ tới. Như Lai vô thủy vô chung. Hiểu như vậy rồi, thì Như Lai hiện tại hay Như Lai ở thời Phật Nhiên Đăng xa xưa cũng chẳng có gì gọi là chứng đắc.
hiểu đúng chánh pháp qua lăng kính Bát Nhã Ba La Mật, từ bạc địa phàm phu tiến lên quả vị Phật, trải bao giai đoạn biến dịch sanh tử bất tư nghị, hãy còn không được gọi là chứng đắc, huống hồ địa vị một Như Lai. Mê thì vô minh phiền não tác động hoành hành, gọi là phàm phu chúng sanh. Giác thì vô minh phiền não tự tan hết, có giải thoát giác ngộ thì gọi là Như Lai Phật. Thế nên biết rằng xưa kia cũng như hiện nay, Như Lai nào có chứng đắc Phật pháp gì đâu. Vấn đề trang nghiêm cõi Phật cần có chất liệu gì? Bồ Tát trang trí một cõi Phật tôn nghiêm, để khi thành Phật mình có một cõi nước bằng thất bảo đẹp đẽ huy hoàng, như cõi nước chư Phật mười phương được kinh điển mô tả. Muốn trang nghiêm cõi Phật là nguyện vọng chánh đáng. Muốn trang nghiêm cõi Phật là nguyện vọng chánh đáng. Phật không cấm đoán quở rời, vấn đề là ở chỗ phải biết lấy chất liệu gì để trang nghiêm xây dựng. Đem vàng rồng cúng chùa, xây kết trai đường tăng xá, để ngày thành Phật mình có cõi nước Phật bằng vàng rồng ư? Không được. Đem bạc lát nền chùa, đem vàng đúc tượng Phật, tạo khánh ngọc chuông vàng, để sau này thành Phật có được cõi Phật bằng vàng bạc kim cương châu báu ư? Không phải. Đem tất cả của cải quý giá cúng chùa, khắc tên họ vào bia đồng bản đá trước điện Phật, nhờ chư tăng chú nguyện hồi hướng công đức cho, để sau này thành Phật mình sẽ có cõi nước toàn bằng những thứ quý giá lộng lẫy ấy ư? Mê tín lắm. Nếu có những ý nghĩ trên, thật rất ngây thơ. Đem cái nhân vật chất hữu vi trang nghiêm xây dựng, để mong cầu cái quả giải thoát giác ngộ vô vi, vĩnh viễn trong tương lai không có ngày hiện thực. Theo giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, mọi người có khả năng trang nghiêm cho mình một cõi Phật mà không cần khởi tâm dụng ý trang nghiêm. Tùy khả năng hoàn cảnh thích hợp với mình, hành giả có thể thực hành từng phần hay toàn phần những pháp môn sau đây. 1. Quán tứ niệm xứ. 1. Quán thân bất tịnh. 2. Quán thọ thì khổ. 3. Quán tâm vô thường. 4. Quán pháp vô ngã. 2. Tu tứ chánh cần. 1. Việc thiện chưa sanh, siêng năng kích khởi. 2. Việc thiện đã sanh, siêng năng phát triển. 3. Việc ác chưa sanh, siêng năng ngăn chặn. 4. Việc ác đã sanh, cương quyết dứt trừ. 3. Đề khởi tứ như ý túc. 1. Dục. 2. Tinh tấn. 3. Hỷ. 4. Nhất tâm. 4. Kích khởi ngũ căn. 1. Tính. 2. Tấn. 3. Niệm. 4. Định. 5. Tuệ. 5. Phát triển ngũ lực. 1. Tính. 2. Tấn. 3. Niệm. 4. Định. 5. Tuệ. 6. Tư duy thất bồ đề phần. 1. Trạch pháp. 2. Tinh tấn. 3. Hỷ. 4. Khinh an. 5. Niệm. 6. Định. 7. Xả. 7. Thực hành bát chánh đạo. 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mệnh. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. 8. Vận dụng tứ nhiếp pháp. 1. Bố thí. 2. Ái ngữ. 3. Lợi hành. 4. Đồng sự. 9. Thể nhập lục độ trong cuộc sống hàng ngày. 1. Bố thí. 2. Trì giới. 3. Nhẫn nhục. 4. Tinh tấn. 5. Thiền định. 6. Trí tuệ. Thực hiện những điều trên, hành giả sẽ có cõi Phật trang nghiêm mà không cần chất liệu kim ngân thất bảo để trang nghiêm xây dựng. Đó là thâm nghĩa của câu trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm thì danh trang nghiêm. Gọi là trang nghiêm cho mình một cõi Phật, kỳ thật chẳng có trang nghiêm gì. Vấn đề nhiều ít lớn nhỏ cũng vậy.
Hành giả Bát Nhã Ba La Mật luôn luôn trong tỉnh giác, cho nên khi nhận thức một sự vật có phân biệt lớn nhỏ, rất lớn hay rất nhỏ, nhưng hành giả hiểu rằng lớn là lớn đối với cái nhỏ, rất lớn là lớn đối với cái khá to. Cho nên dù là rất lớn, nhưng cái lớn đó phải hiểu là cái lớn trong vòng tương đối. Hiểu như vậy, Bồ Tát sanh tâm vô sở trụ. Vì trụ thì tất khắc đã sai lầm. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cũng thế. Chúng là đối tượng của lục căn, là pháp nhân duyên sanh khởi. Hãy nhìn sự vật hiện tượng bằng Bát Nhã Ba La Mật và luôn luôn thức tỉnh, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Phần kinh văn 10 La Mã. Người đệ tử Phật phải làm gì để có được phước đức nhiều? Đức Phật bảo: Tu Bồ Đề, ông hãy tưởng tượng, nếu số sông Hằng nhiều bằng số cát của sông Hằng, thì số sông Hằng đã là nhiều vô số kể. Nói đến số cát của những sông Hằng kia, quả là vô lượng vô biên, vượt ngoài con số tính toán suy lường. Tu Bồ Đề, Như Lai nói thật cho ông biết, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem thất bảo chứa đầy cõi Tam Thiên Đại Thiên và nhiều bằng số cát của những sông Hằng kia dùng làm việc bố thí, người này được phước rất nhiều. Nhưng này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật rồi giảng nói cho người khác nghe, nếu không được nhiều thì chừng bài kệ 4 câu, phước đức của người này nhiều hơn người bố thí của cải trước. Lời trực chỉ: Nỗi thống khổ của con người có nhiều dạng khác nhau, nhưng chung quy có 2 thứ, khổ thân và khổ tâm. Giúp cho người bớt khổ thân thì giúp cho của cải vật chất, giúp cho con người hết khổ tâm thì giúp cho sự hiểu biết chân lý thông qua giáo pháp Phật. Giúp cho của cải vật chất đem lại sự an vui hiện tại trong cuộc sống gia đình. Giúp cho giáo pháp Phật hiểu biết chân lý sẽ đem lại an vui giải thoát giác ngộ cho hiện tại và tương lai. Theo giáo lý Phật, hành vi của cuộc sống hiện tại ảnh hưởng sự vui khổ của con người trong hiện tại cả tương lai. Vật chất vĩnh viễn tồn tại khách quan trong quá trình vận động sinh diệt diệt sinh của nó. Con người là một dạng vật chất, ngũ uẩn hợp thành. Con người cũng vĩnh viễn tồn tại, cũng theo quá trình vận động sinh diệt diệt sinh. Nhưng con người khác vạn vật ở chỗ, con người có tạo tác hành vi. Hành vi tạo tác thiện ác của con người sẽ là một dẫn lực hấp dẫn con người đến hậu quả an vui hay sầu khổ. Nghiệp nhân, hành vi thiện ác, quả báo khổ vui hấp thụ nhau trong định luật đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng. Theo giáo lý Phật, vạn tượng vật chất và con người vật chất cùng có chung một bản tánh chân như. Tánh chân như tác động vào vạn tượng vật chất gọi là pháp tánh. Tánh chân như tác động vào con người vật chất gọi là Phật tánh. Tánh chân như duy thức học còn gọi là tánh thắng nghĩa, là thực tánh duy thức. Duy Thức Luận nói: Thử chư pháp thắng nghĩa, diệt túc thị chân như, thường như kỳ tánh cố, tức duy thức thực tánh. Giúp cho của cải vật chất dù nhiều vô lượng vô biên, nhưng sự giúp đỡ đó chỉ trừ được khổ thân cho con người trong giai đoạn. Với giáo lý Phật, nếu con người chỉ biết hưởng thụ dục lạc cho thỏa mãn hả hê trong hiện tại mà không gieo hạt giống lành trồng nhân tốt là một thiếu sót lớn lao. Theo giáo lý Phật, chết không có nghĩa là đoạn diệt. Cũng như vật chất có hư hoại, nhưng hư hoại không có nghĩa là vĩnh viễn tiêu ma. Hướng dẫn cho nhiều người nghe học Bát Nhã Ba La Mật là gieo vào lòng người ta hạt giống Bồ Đề, Niết Bàn, để có ngày đơm bông kết trái. Thế nên phước đức của người làm việc bố thí của cải không thể sánh bằng. Phần kinh văn 11 La Mã. Bát Nhã Ba La Mật Đa là một thứ kinh ưu việt. Phật bảo: Tu Bồ Đề, nếu chỗ nào có người giảng nói kinh Bát Nhã Ba La Mật
chỉ được chừng 4 câu kệ. Trời, người, Atula đều nên cúng dường và xem chỗ đó như tháp miếu Phật. Người thọ trì độc tụng toàn kinh thì phước đức vô lượng vô biên, là người thành tựu pháp tối thượng hy hữu bậc nhất. Chỗ nào có kinh điển này là ở chỗ đó có Phật hoặc hàng đệ tử lớn của Phật ở đó. Lời trực chỉ. Phật là người giác ngộ chân lý hoàn toàn. Căn bản của sự giác ngộ chân lý là trí tuệ ba la mật. Kinh này dạy con người sử dụng trí tuệ để nhận thức chân lý, mà trí tuệ ở đây là thứ trí tuệ ba la mật ấy. Sử dụng được thứ trí tuệ này, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác bước đến chẳng còn xa. Thế cho nên giảng nói ý nghĩa chừng 4 câu kệ mà phước đức đã là nhiều. Giảng nói hết ý nghĩa của toàn kinh thì công đức lại càng dâng lên gấp vạn bội. Kinh là lời dạy của Phật. Kinh dạy con người phương pháp để trở thành Phật. Do đó, ở đâu có kinh như có Phật ở đó, hoặc đệ tử tôn túc của Phật ở đó. Chẳng những thế, người ta còn hiểu rằng Bát Nhã Ba La Mật còn là mẹ sanh ra chư Phật. Vậy mà chẳng mắc tội hỗn xược với Phật tí nào. Phần Kinh Văn 12 La Mã. Phải hiểu rõ ý Phật và đúng như pháp mà thọ trì, phước đức mới nhiều. Bạch Thế Tôn, kinh này gọi tên là chi? Chúng con phải tụng trì như thế nào? Phật bảo, Tu Bồ Đề, kinh này tên là Bát Nhã Ba La Mật. Ông theo danh tự đó mà phụng giáo hành trì. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật không phải Bát Nhã Ba La Mật, mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật đấy thôi. Tu Bồ Đề, ông hiểu như thế là đúng. Như Lai không có nói pháp. Tu Bồ Đề, vi trần và thế giới, nhiều người cũng hiểu như ông, rằng vi trần của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là nhiều, còn Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là ít. Tu Bồ Đề, vi trần, Như Lai nói chẳng phải vi trần, gọi rằng vi trần. Thế giới, Như Lai nói chẳng phải thế giới, gọi là thế giới vậy thôi. Tu Bồ Đề, ông hiểu như thế là đúng. Không thể nhìn sắc thân 32 tướng mà cho là được thấy Như Lai. Như Lai nói 32 tướng là phi tướng, gọi là 32 tướng vậy thôi. Tu Bồ Đề, giả sử có thiện nam thiện nữ đem thân mạng nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này chừng 4 câu kệ, giảng nói cho nhiều người nghe, thì phước đức của người này nhiều hơn người trước. Lời trực chỉ. Bát Nhã Ba La Mật là thứ trí tuệ có khả năng nhận thức vũ trụ vạn hữu. Vì là một công năng nhận thức, cho nên trí tuệ không có kích thước ngắn dài rộng hẹp, cũng không có màu sắc đỏ trắng xanh vàng. Lẽ ra nó cũng chẳng có danh xưng. Vũ trụ vạn hữu là pháp như thị, nó tồn tại khách quan. Cái công năng nhận thức cũng là như thị mới nhận thức được thật tướng. Gạn hỏi chi ly giải đáp tỉ mỉ, càng tỉ mỉ chi ly càng rời xa thật tướng. Nhằm hướng dẫn cho đệ tử mình sử dụng thứ trí tuệ đó, bất đắc dĩ Phật vận dụng hành xử ngôn từ Bát Nhã Ba La Mật để mà khai thị. Trong quá trình tu tập, người đệ tử Phật sử dụng Bát Nhã Ba La Mật vào tri kiến mình để ngắm nhìn vạn hữu, nhận thức thật tướng của vạn pháp. Sử dụng Bát Nhã Ba La Mật mà không chấp mắt Bát Nhã Ba La Mật, Phật tử hãy luôn luôn nhớ rõ: Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tức phi Bát Nhã Ba La Mật, thị danh Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao Như Lai phủ nhận sự thuyết pháp của mình trong suốt cuộc đời hóa độ chúng sanh? Tìm hiểu nguyên nhân, ta thấy có hai lý do. Một, pháp được gọi là pháp, Như Lai đã nói, nó không phải sở hữu riêng của Như Lai. Nó là sự sự vật vật tồn tại khách quan trong vũ trụ, là sở hữu chung của loài người. Phật là người giác ngộ chân lý, Phật đem cái vốn lý quý báu đó hướng dẫn cho con người, đưa con người vượt ra sự si mê lầm lạc về tư tưởng, vượt ra sự đói nghèo khổ cực
vì sự áp bức bất công của xã hội. Thuyết được những điều lợi lạc cho thế nhân đều có thể gọi là thuyết pháp. Do đó, Như Lai phủ nhận sự thuyết pháp của mình nhằm dạy cho các đệ tử biết pháp là chân lý, mà chân lý là sở hữu chung của nhân loại chứ không phải độc quyền sở hữu của Như Lai. 2. Đã có lần Phật nói: những pháp Phật đã nói ra ít như chút đất dính ở móng tay, còn pháp Phật chưa nói đến nhiều như đất của 3.000 đại thiên thế giới. Nếu nói Phật nói pháp, chấp chặt pháp Phật nói, thì mắc tội đóng khung truy kiến Phật. Truy kiến Như Lai không chỉ gói gọn trong những ngôn từ văn tự ghi lại trong kinh điển mà người ta cho là pháp của Như Lai nói. Vấn đề thế giới và vi trần, nếu bảo rằng thế giới chỉ có một, thế giới ít, vi trần vô lượng vô số, vi trần nhiều, nói như vậy không đúng. Thử hỏi vi trần nhiều, vậy vi trần từ đâu mà có? Thế giới ít, thế giới kết hợp bởi những gì? Chẳng qua thấy vi trần nhiều, do ta nhìn ở mặt dị. Nhìn thế giới ít, do ta thấy phía mặt đồng. Vi trần nhiều, do nhìn ở mặt hoại và diệt của thế giới. Thế giới thấy ít, do nhìn ở mặt tổng và thành. Vi trần và thế giới không phải khác, mà cũng không phải một. Đó là diệu lý, bất tức, bất ly, tương tức, tương nhập của vạn pháp. Tu học Bát Nhã Ba La Mật, hãy như vậy mà nhận thức, như vậy mà tư duy, như vậy mà thọ trì. Và do như vậy mà Như Lai nói: Như Lai thuyết vi trần, tức phi vi trần, thị danh vi trần. Như Lai thuyết thế giới, tức phi thế giới, thị danh thế giới. Rằng Như Lai có 32 tướng tốt, Như Lai nói đó là những tướng của tướng sư, theo sự thấy biết của họ mà đề ra. Phỏng sử có tướng sư khác theo sự thấy biết của mình, ông ta viện thêm ra 2 tướng nữa. Thế là một Như Lai phải có 34 tướng tốt. Một tướng sư khác cũng theo sự thấy biết của mình, nhìn xem kỹ càng, ông ta tuyên bố rõ là Như Lai có 30 tướng chẳng. Thế nào? Phật có vì thế mà tăng giảm địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai không? Như Lai, Phật là căn cứ trình độ giác ngộ chân lý trọn vẹn, giải thoát vô minh phiền não tận cùng. Vấn đề 30, 32 hay 34 tướng tùy thuộc trình độ hiểu biết và ấn định của các tướng sư. Thế nên, đệ tử Phật tu học Bát Nhã Ba La Mật không dựa trên 32 tướng. Thấy Như Lai qua 32 tướng không phải là cái thấy đích thực của chính mình, mà ta nhìn Như Lai qua con mắt của các tướng sư Ấn Độ 25 thế kỷ trước. Phật e sợ đệ tử mình học đòi tướng sư hoặc đam mê tướng số, nên dạy kỹ cho tất cả môn đệ rằng Như Lai thuyết tam thập nhị tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng. Giảng nói giáo lý Bát Nhã là tạo cái duyên tăng thượng cho người muốn đi con đường giải thoát giác ngộ thành Phật. Cho nên Phật nói, người bố thí thân mạng như số cát sông Hằng, phước đức đã là nhiều. Người làm việc pháp thí, truyền bá Bát Nhã Ba La Mật, phước đức nhân lên vạn bội. Phần Kinh Văn 13 La Mã: Ly nhất thiết chư tướng cách nào để được gọi là chư Phật? Ông Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, từ khi được tuệ nhãn đến nay, lần đầu tiên con được nghe kinh điển thậm thâm này. Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng, người nào được nghe kinh này, lòng tin thanh tịnh, thì có thể sống trong thật tướng, họ là người hy hữu bậc nhất. Bạch Thế Tôn, nói là thật tướng mà không phải tướng, Như Lai gọi là thật tướng vậy thôi. Bạch Thế Tôn, kinh này con nghe hiểu, không lấy làm khó lắm. Sau 500 năm có người nghe hiểu tin nhận mới là hy hữu, bởi vì phải xóa hẳn 4 tướng chấp, ngã, nhân, chúng sanh, thọ mệnh mới tin nổi kinh này. Người đó phải nhận thức được ngã, nhân, chúng sanh và thọ mệnh là phi tướng mới tin nổi kinh này. Và con người đó chắc chắn đạt đến quả vị Phật và đã rời hết tất cả tướng. Phật bảo, Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói,
Người nghe kinh này mà tâm ý không kinh hãi, không ngờ vực là người hy hữu. Tu Bồ Đề, Như Lai nói, bố thí ba la mật không phải bố thí ba la mật, gọi là bố thí ba la mật, nhẫn nhục ba la mật cũng vậy. Tu Bồ Đề, xưa kia ta bị vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, lúc đó ta không khởi tướng chấp nào. Nếu ta khởi một tướng nào trong tứ tướng, thì ta đã nổi tâm sân hận. Tu Bồ Đề, ta nhớ lại thuở xa xưa, về quá khứ 500 đời, ta là một nhẫn nhục tiên. Suốt thời gian đó, ta không hề có nổi lên bốn tướng chấp. Tu Bồ Đề, Bồ Tát phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, nên xóa sạch các tướng chấp, không nên sanh tâm trụ chấp nơi sắc, nơi thanh, hương, vị, xúc pháp, nên sanh tâm vô trụ. Nếu có trụ là phạm phải sai lầm. Tu Bồ Đề, vì ích lợi tất cả chúng sanh nên bố thí như vậy. Như Lai nói, tất cả các tướng là phi tướng, tất cả chúng sanh phi chúng sanh. Tu Bồ Đề, lời nói của Như Lai là chân, là thật, là không lật lọng, là không tráo trở phỉnh phờ. Tu Bồ Đề, pháp của Như Lai chứng đắc không phải thật mà cũng không hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát bố thí mà còn chấp thì như người đi vào chỗ tối chẳng thấy được gì. Bồ Tát bố thí không chấp như người mắt tốt ở dưới bầu trời trong sáng, thấy hết cảnh vật sắc màu. Tu Bồ Đề, đời sau có chúng sanh nào nghe kinh này thọ trì độc tụng, Như Lai dùng trí tuệ Phật sẽ thấy hết và biết hết. Những người đó đã thành tựu vô lượng vô biên công đức. Lời trực chỉ: giáo lý Bát Nhã Ba La Mật là thứ giáo lý thầm thâm. Ông Tu Bồ Đề đến nay mới được nghe lần đầu kể từ khi ông được tuệ nhãn. Bởi vì giáo lý này chưa đến lúc không nói, chưa phải đối tượng không trao truyền. Người nghe giáo lý này không kinh sợ, không nghi ngờ, sanh tâm ham mộ độc tụng, thọ trì, là người có khả năng sống trong thật tướng. Người đó sẽ tự tại an nhiên trong pháp thân hiện hữu, trước cảnh trúc biết mai vàng trăng thanh mây bạc. Họ sẽ có cái nhìn như thị đối với hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ bao la. Đó là mẫu người hy hữu trên đời. Cuối cùng người đó đạt đến quả Phật. Bởi vì Phật là con người, là một con người thôi. Phật chỉ khác hơn người thường ở chỗ Phật có Bát Nhã Ba La Mật, là thứ trí tuệ sắc bén, có khả năng nhận thức xuyên suốt thật tướng. Nói cách khác là nhận thức đúng quy luật khách quan tồn tại của vạn pháp hiện tượng. Nói rằng thật tướng, kỳ thật chẳng có thật tướng gì. Thật tướng chỉ là tướng trạng của sự vật tồn tại khách quan, thông qua sự vận hành sanh diệt và diệt để rồi sanh. Nó là tướng duyên sanh như thị của vũ trụ vạn hữu. Nó vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Vấn đề lục ba la mật, kỳ thật chẳng có ba la mật gì. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ chỉ là những đức tánh vốn có của con người. Tự tánh con người không sang tham, không sai quấy, không thô bạo, không biến lười, không loạn động và không si mê. Nhưng bởi con người không biết giữ gìn đức tánh tốt đẹp vốn có đó, để cho xong ướp vào tâm ý những chứng xấu tật hư, tham lam, sai quấy, thô bạo, biến lười, tạp loạn và si mê, làm cho Phật chất của con người bị phai mờ, hoen ố, như tấm gương trong sáng bị khói bụi cuộc đời bám phủ. Phật là vị đạo sư sáng suốt, chỉ bày phương pháp đối trị những chứng xấu tật hư. Hãy lấy bố thí trị sang tham, lấy trì giới trị sai trái, lấy nhẫn nhục trị thô bạo, lấy siêng năng trị biến lười, lấy định tâm trị tạp tưởng, lấy trí tuệ trị si mê. Nói tóm, dùng lục độ trị lục tệ, sự đối trị được kết quả viên mãn. Phật gọi cho nó cái từ ba la mật, kỳ thật chẳng có cái ba la mật gì. Chuyện vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, thế mà hồi ấy Phật không sanh tâm sân hận. Đó là cách nói điển hình về cái từ ba la mật qua nhẫn nhục độ.
để hành giả tư duy so sánh sự vô trụ, vô trước của những độ còn lại. Chứ từ bi trong đạo Phật không có nghĩa liêm diêm thụ động, còn nhẫn nhục không có nghĩa khiếp nhược đầu hàng. Đức Phật sanh thời cũng như nhiều đời trong quá khứ đã từng hàng phục độc long, chế ngự cuồng tượng, diệt trừ giặc cướp. Những việc làm đó đã được ghi vào kinh sử Phật học. Có phải chăng tu hành là không phân biệt thiện ác, ồ ồ cạc cạc, đần độn ngu si? Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Bồ Tát mà có chỗ trụ là sai quấy rồi. Trụ chấp sắc thanh hương vị xúc pháp, sai quấy đã đành, trụ chấp Bồ Đề Niết Bàn vẫn là sai quấy. Bởi vì Bồ Đề Niết Bàn không phải là thứ đối tượng chứng đắc do ai đó ban cho, cũng không phải ở cảnh giới xa xôi nào, do sự thoát xác vãng sanh mới có. Ta hãy đọc đoạn kinh văn: Nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu, thị tắc ư Bồ Đề trung kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung nhi khởi triền phược. Theo tư tưởng đại thừa, tất cả các pháp đều là Phật pháp, tại vì ta không hiểu, buông xuôi theo dòng trôi chảy của vô minh, thế nên ở trong Bồ Đề mà chỉ thấy vô minh phiền não, ở trong Niết Bàn mà thấy rạch ràng buộc khổ đau. Hãy tin nhận lời dạy của Như Lai, lời nói của Như Lai chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cúng ngữ giả. Đừng tưởng rằng Như Lai có chứng đắc thật đối với một pháp nào. Vì sao? Vì nó không có hình dáng kích thước. Nhưng đừng tưởng pháp của Như Lai chứng đắc là hư. Vì sao? Vì Như Lai có giác ngộ chân lý thật sự và giải thoát vô minh thật sự. Như Lai là bậc pháp vương. Bố thí mà chấp là bố thí có điều kiện thì chẳng khác bao nhiêu so với sự đổi chác tầm thường. Thế nên phước đức chẳng là bao. Bố thí vô trụ tướng, phước đức vô biên vô lượng. Vì bố thí như vậy có nghĩa là mình trở về sống với tự tánh thanh tịnh, không tham lam vốn có của mình, là sống đúng theo chân lý của hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ. Kinh này là thứ kinh khó nghe khó nhận, nghe mà hiểu và tin nhận là người này gần gũi Như Lai, Phật sẽ thấy hết biết hết, người này được vô lượng vô biên công đức, vì đã có cái vốn Bát Nhã Ba La Mật đủ để xây dựng lâu đài vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Phần kinh văn 14 La Mã. Sự lợi ích của người thọ trì đọc tụng và xiển dương giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Phật bảo tu Bồ Đề, giả sử có thiện nam thiện nữ cứ mỗi ngày 3 lần sáng, trưa và chiều đem thân mạng nhiều như cát sông Hằng bố thí, làm như vậy trải qua 100.000 muôn ức kiếp, thế nhưng phước đức không bằng người nghe kinh này mà lòng tin không chống trái. Tu Bồ Đề, kinh này có vô lượng vô biên công đức, Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người tối thượng thừa mà nói. Người nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh này cho nhiều người nghe là người thành tựu công đức không ngần mé, không thể cân lường. Đó là người gánh vác vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Tu Bồ Đề, người chuộng pháp nhỏ tiểu thừa không thể nghe và tin nhận nổi kinh này, lại càng không thể thọ trì độc tụng giảng nói, vì họ vướng mắc tứ tướng ngã nhân. Tu Bồ Đề, chỗ nào có kinh này, trời, người, Atula đều nên cúng dường và hãy xem đó là tháp Phật, nên đem hương hoa tung rải mà cúng dường, nên lễ lại và đi nhiễu quanh để tỏ lòng cung kính tôn trọng. Lời trực chỉ. Đọc đoạn kinh trên ta thấy chỉ có trí tuệ Ba La Mật mới là nhân tố quyết định để thành một vị Phật. Không có trí tuệ sẽ không có giác ngộ. Muốn giác ngộ phải trau dồi trí tuệ. Có trí tuệ giác ngộ mới nhận thức được chân lý. Có nhận thức đúng chân lý mới tự chủ lấy mình, tự chủ trước sự sai sử của vô minh dục vọng, vẹt tan vô minh mới hóa giải cải tạo phiền não. Hết phiền não vô minh gọi là người giải thoát. Giải thoát tức là đã đến Niết Bàn. Do vậy, ta thấy yếu tố căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật.
Đoạn kinh này Phật cho biết, bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng. Bố thí như vậy, ngày 3 lần, trải 100.000 muôn ức kiếp, thế mà phước đức không bằng người nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật mà lòng tin không trái. Lời dạy của Phật nghe ra không ít người cho là chuyện lạ kỳ, nhưng đó là sự thật. Phật không hề dối gạt chúng sanh. Người bố thí thân mạng phải biết bố thí để làm gì. Bố thí thân mạng phải nhắm đúng mục tiêu. Không biết để làm gì, không nhắm đúng mục tiêu, đó chỉ là một hành động điên rồ. Như người tự tử thì thân mình cũng chẳng lợi ích cho ai. Theo giáo lý Phật, bố thí thân mạng là cách nói nhằm mục đích dạy diệt trừ ngã chấp, xóa bỏ cái ta. Tuy nhiên, nếu đạt đến mục đích đó thôi, vẫn còn là phiến diện. Vì nếu pháp chấp hãy còn thì chưa tìm thấy được yếu tố căn bản để thành Phật. Như vậy thì quả Phật hãy còn xa. Trí tuệ Ba La Mật là yếu tố quyết định thành Phật. Cho nên, người nghe mà lòng tin không trái, nghe mà hâm mộ thọ trì đọc tụng, truyền bá cho nhiều người, điều đó chứng minh rằng hạt giống bát nhã của người này đã gieo trồng đến hồi đơm hoa kết trái. Người này sắp thâu hoạch quả vô thượng bồ đề. Vì vậy Phật nói, kinh Bát Nhã Ba La Mật có ở đâu, xem như ở đó có Phật. Cúng dường tôn trọng kinh, cúng dường tôn trọng người thọ trì đọc tụng, được xem như cúng dường tôn trọng tháp miếu Phật. Công đức của kinh Bát Nhã vốn lớn lao, truyền bá kinh Bát Nhã lại càng lớn lao hơn vạn bội, vì đã gieo hạt giống Bát Nhã nơi thử đất tâm của nhiều người, công hạnh tự lợi lợi tha của một Bồ Tát sắp đến thời kỳ viên mãn. Phần kinh văn 15 La Mã. Bát Nhã Ba La Mật với vấn đề nghiệp chướng ba thì. Phật bảo, tu Bồ Đề, người thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người khinh khi xài xể, phải biết người đó đã có gây nhân không tốt, đáng lẽ phải triền miên trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hiện tại thọ trì kinh Bát Nhã Ba La Mật mà bị người xài xể, thì tội nghiệp đã gây được tiêu diệt, người này sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ta nhớ lại vô lượng vô biên kiếp quá khứ, ở thời Phật Nhiên Đăng, ta được gặp 840.000 muôn ức Na Do Tha Phật, ta đều hầu hạ cúng dường không hề mệt mỏi bỏ qua. Vậy mà sau này, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, công đức của người đó còn vô cùng to lớn, công đức ta được trước kia không bằng 1%, 1/1000 muôn ức, nó nhỏ tí ti, thậm chí không tỷ lệ được. Tu Bồ Đề, nếu ta nói cặn kẽ công đức của người thọ trì độc tụng Bát Nhã Ba La Mật, sẽ có người nghe mà sanh tâm cuồng loạn hồ nghi không tin nổi. Vì kinh này nghĩa lý không nghĩ bàn, cho nên quả báo của nó cũng không thể nghĩ bàn. Lời trực chỉ. Xét cho tột chân lý của cuộc đời, cái kết quả nào cũng sanh từ mầm nhân của nó. Nếu hiện tại thọ trì Bát Nhã Ba La Mật mà bị người xài xể khinh khi, cái quả này hẳn là do gieo nhân không tốt ở một lúc nào trước đó. Đã là quả thì quả nào rồi cũng chín mùi rồi rụng, thế là chấm dứt một giai đoạn của dòng nhân quả đó. Xài xể, chửi bới đã rồi thôi là kết thúc, chấm dứt một giai đoạn nhân quả. Hiện tại thọ trì độc tụng Bát Nhã Ba La Mật là người đã gieo hạt nhân trí tuệ, thế là dòng nhân quả mới nảy mầm, phát triển trong một chu trình mới. Dựa trên chu trình nhân quả mà luận xét, việc gì sẽ xảy đến? Chắc hẳn nhiều người đã đoán biết được rồi. Đó là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thử tìm hiểu ý nghĩa của sự cúng dường và nên lấy gì để cúng dường Phật. Nếu bảo rằng đem vật sắc cúng dường Phật để cầu được thành Phật, sai rồi. Vì quả Phật không phải hình sắc dài ngắn vuông tròn, cũng không phải hiển sắc xanh vàng đỏ trắng. Bảo rằng đem hương cúng Phật để cầu được thành Phật, không được. Vì Phật không phải là một thứ chất thơm tho.
bảo rằng đem âm thanh cúng Phật để cầu thành Phật. Không đúng, vì Phật không phải là tiếng nói hay tiếng trống, tiếng chuông. Bảo rằng đem vị cúng dường Phật để cầu thành Phật. Không phải, vì Phật không là chua, cay, mặn, lạc. Bảo rằng lấy xúc cúng Phật để cầu thành Phật. Không, nhầm, vì Phật không phải là sự nặng nhẹ, lạnh nóng. Nếu bảo rằng đem pháp trần cúng Phật để cầu thành Phật, viễn vong, vì Phật không phải là thứ khái niệm mông lung, thứ ký ức dĩ vãng, thứ sản phẩm của bộ óc con người. Tóm lại, dùng lục trần làm nhân để mong được quả Phật là phi lý. Đem cái nhân vô tri mong kết thành cái quả hữu giác, Phật giác giả, người trí không tin có việc đó xảy ra. Nếu bảo sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp xem như một thứ lễ vật, là những món quà để gây cảm tình với Phật, rồi tiếp theo là cầu nguyện, khấn vái, van xin, chư Phật sẽ rủ lòng từ bi mà hộ độ, nhờ vậy ta được thành Phật sau này. Phật ôi, nếu người đệ tử Phật nghĩ ra kiểu cúng dường đó thì thật là chua xót cho Thế Tôn, đau đớn cho Phật biết chừng nào. Thà đừng có đệ tử đó, để khỏi tai tiếng rằng Như Lai Thế Tôn mà còn tham ăn hối lộ. Từ nhận thức trên, ta thấy rõ nguyên nhân vì sao trong vô lượng kiếp Phật cúng dường hầu hạ chư Phật rất nhiều, thế mà công đức bé nhỏ tí ti. Bởi vì sự cúng dường đó chưa đạt mục đích yêu cầu đối với quả vô thượng Bồ Đề, chưa tạo được cái duyên nhân thành Phật. Duyên nhân thành Phật là Bát Nhã Ba La Mật. Thọ trì tu học Bát Nhã Ba La Mật là bồi dưỡng cho mình cái duyên nhân mạnh mẽ nhất. Vì vậy, thọ trì đọc tụng giảng nói Bát Nhã Ba La Mật công đức vô cùng to lớn. Thảo nào người thiện trí nghe mà chẳng sanh tâm cuồng loạn, bất tính, hồ nghi. Phần kinh văn 16 La Mã. Tột cùng chân lý ngã pháp đều không. Ông Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ khi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải trụ tâm như thế nào, hàng phục tâm như thế nào? Phật bảo: Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng dặn lòng: Ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà đừng thấy có chúng sanh thật được diệt độ. Bởi vì một Bồ Tát cần phải xóa sạch 4 tướng chấp ở lòng mình. Một Bồ Tát cũng không nên chấp mắc ở sự phát tâm, dù là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thật ra có cái vô thượng chánh đẳng chánh giác gì đâu. Tu Bồ Đề, như ông đã hiểu, hồi thời Phật Nhiên Đăng, Như Lai cũng chẳng có ý nghĩ mình sẽ được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, dù Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho ta như vậy. Nếu lúc đó ta có ý mừng là mình sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Phật Nhiên Đăng đã chẳng thọ ký cho ta đời sau thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Vì ta hiểu rằng Như Lai là bản thể như như của vạn pháp, cho nên nếu có người nói Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là không đúng. Tu Bồ Đề, pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai chứng được không thật cũng không hư, thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề, nói rằng tất cả pháp kỳ thật chẳng phải tất cả pháp, gọi rằng tất cả pháp vậy thôi. Tu Bồ Đề, đúng như ông hiểu, Như Lai nói con người vĩ đại, nhưng đừng chấp vĩ đại thì mới vĩ đại. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ý nghĩ ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, có ý đó không gọi Bồ Tát được. Tu Bồ Đề, thật ra chẳng có Bồ Tát gì cả. Vì vậy Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ mệnh. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ý nghĩ ta phải trang nghiêm Phật độ, có ý nghĩ đó không gọi Bồ Tát được. Vì trang nghiêm Phật độ kỳ thật chẳng trang nghiêm, gọi là trang nghiêm vậy thôi. Tu Bồ Đề, Bồ Tát hiểu được chân lý ngã pháp đều không, Như Lai gọi đó là Bồ Tát thật. Lời trực chỉ:
Do tánh chất quan trọng của vấn đề trụ tâm và hàng phục tâm của người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ông Tu Bồ Đề nêu lại câu hỏi lần hai để hỏi Phật. Phật dạy, nhiệm vụ của một Bồ Tát là phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và diệt độ chúng sanh. Đó là ý nghĩa thượng cầu hạ hóa, là nguyên tắc phải theo, là mục tiêu hành động của một Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát phải hiểu rõ, thượng cầu là cầu đạt đến mục tiêu mình đã vạch ra, đừng hiểu cầu như van xin cầu nguyện ở một ai khác. Cầu nguyện ở kẻ khác, ở một đấng tha nhân phù hộ cho ta được cái quả tốt, nhưng bản thân không hành động, không tạo nguyên nhân thích hợp với cái quả mong muốn của mình. Đó là việc làm ý nghĩ của con người tham vọng đến độ cuồng si, cho nên họ đã trở thành người mê tín dị đoan không còn lý trí. Hạ hóa là vấn đề trách nhiệm của một Bồ Tát. Bồ Tát mà không giáo hóa chúng sanh, đua đòi vàng bạc, gây dựng sự nghiệp công danh, thì ý nghĩa an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp, Bồ Tát cất để ở chỗ nào? Không hoàn thành nhiệm vụ hạ hóa, không thể gọi Bồ Tát, dù có nhịn đói, có chặt bớt mấy ngón tay, có đốt thân thể trèm trèm, chờ đó nhận lãnh cái giáo chỉ, cái huân chương, cái độ điệp gì gì đó của một lễ thụ phong lại càng quá bớt. Đó là hiện tượng tăng già thất học, Phật Pháp suy đồi đã đến lúc vô cùng trầm trọng, dẫm đạp nền giáo lý Phật lúng tận bùn đen. Bồ Tát không thể thụ phong được, bởi vì Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình, là hữu tình giác, là đại đạo tâm thành tựu chúng sinh. Thế nên, sự thượng cầu của Bồ Tát không phải làm một điều kiện để đổi lấy phước đức thành Phật. Hạ hóa của Bồ Tát cũng không phải làm một điều kiện để được nhận sự đền công. Được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không do sự đổi chác, lại càng không phải do Đức Phật thưởng hoặc lì xì. Do nghĩa đó, Bồ Tát diệt độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh thật diệt độ. Vì Bồ Tát cần viễn ly tứ tướng, nếu còn chấp tướng là Bồ Tát giả danh, chỉ là người mang nhãn hiệu giỏm. Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai chứng, thật ra có vô thượng chánh đẳng chánh giác gì đâu. Mê 100% gọi là bất giác mê, dứt bớt được 30% gọi là người giác, dứt được 60% gọi là người chánh giác, dứt được 90% gọi là người chánh biến tri giác, dứt trọn vẹn, dứt 100% vô minh gọi là vô thượng chánh biến tri giác, hay vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng thế. Vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải là một địa vị quyền năng dành riêng cho một vị thánh thần nào, càng không phải để dành riêng cho Như Lai Phật. Đó là một danh ngôn giả lập để chỉ cho con người dứt hết tạp tưởng của ý thức vô minh cuồng vọng. Phật là người đạt đến trình độ trong sạch đó, gọi Ngài là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Bồ Tát nên học như vậy để làm tiêu chuẩn cho sự phát tâm thượng cầu hạ hóa của mình. Hiểu Như Lai là bản thể như như của vạn pháp, con người là một đơn vị của vạn pháp, thì Như Lai cũng là bản thể như như của con người. Như Lai của con người là Như Lai viên giác diệu tâm. Biết mình có Như Lai viên giác diệu tâm có nghĩa là biết trước sau sớm muộn gì mình cũng có ngày thành Phật. Bởi thế nên thuở xa xưa ấy, Phật Nhiên Đăng có thọ ký, nhưng Phật Thích Ca lúc đó như chẳng thấy nghe mình được thọ ký gì, bởi quan niệm rằng hễ có trồng giống cây quý nhất định sẽ được hưởng quả ngọt ngon, cho nên không thọ ký cũng chẳng buồn, được thọ ký cũng không móng tâm phấn khởi. Chính vì trong lúc đó Phật Thích Ca không móng tâm phấn khởi, Phật Nhiên Đăng mới thọ ký, sau này ông sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Cái lý trí nhận thức chân lý thường trái ngược với cái hiểu biết tình cảm của con người là vậy. Nhưng này, hãy chín chắn mà tư duy. Nói Như Lai có chứng đắc là phỉ báng Như Lai, nói Như Lai không chứng đắc lại cũng phỉ báng Như Lai. Vì vô thượng Bồ Đề mà Như Lai chứng đắc, nó không thật, không hư.
không thật vì nó không có kích thước dài ngắn vuông tròn, không có sắc màu xanh vàng đỏ trắng, không hư vì Như Lai có giác ngộ giải thoát thật sự. Như Lai làm chủ bản thân, làm chủ vạn pháp, làm thầy chúng sanh trong tam giới, không được hiểu lầm chữ tam giới. Như Lai là Pháp Vương, Như Lai nói, tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Vì sự giải thoát giác ngộ của Như Lai không rời tất cả pháp, ở trong tất cả pháp, Như Lai hành xử bồ đề niết bàn của mình ngay trong cảnh trúc biết mai vàng thông xanh mây bạc ở vạn tượng sung la trước mắt mọi người. Tu bồ đề ơi, Như Lai có chứng đắc thật, hãy nhận thức vạn tượng sung la qua cái nhìn như thị của nó. Mọi người đều có khả năng chứng đắc tu bồ đề à? Tu bồ đề, ông đã hiểu rồi chứ? Như Lai nói, tất cả pháp, sự thật không có gì là tất cả pháp cả. Bởi vì chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa, vị tằng hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sanh, thị cố nhất thiết pháp, vô bất thị không giả. Hết băng 1, xin nghe tiếp băng 2.